Hello, xin các bạn. Vâng, thì ngày hôm nay thì mình có một cái video ngoài lề một chút, giống như video lần trước lừa đảo về giao thông. Thì hôm nay cũng là vấn đề lừa đảo rút tiền qua thẻ tín dụng. Vâng, thì bây giờ thì gần như ai cũng có thẻ tín dụng. Thực sự là nếu những người kinh doanh như mình hoặc là những người đi làm có thu nhập ổn định thì thường thường có thẻ tín dụng rất là nhiều, đặc biệt là hai cái thẻ ngân hàng VB Bank và VIB này, cấp rất là dễ, cấp online luôn đó. Thì mình thì chắc chắn là mình không bị rồi, bởi vì mình là dân công nghệ và mình đã tìm hiểu rất là nhiều về cái vấn đề này, mình không bao giờ bị lừa được. Thế là nhưng mà mình nhận được nhất rất là nhiều cuộc gọi. Ngày hôm nay thì mình rảnh quá, mình nghe cuộc gọi đấy và mình quay phim lại. Tí các bạn xem đằng sau nhé, mình cho các bạn xem đằng sau mình đã nói với bên lừa đảo. Nhưng mà lần này nó không bị dễ bị trêu như cái lần trước mình đã làm video về giao thông ấy. Mình nói thì nó không chịu nhận là nó lừa đó, nhưng mà mình vẫn làm để cảnh báo cho mọi người này. Bởi vì bạn mình có người bị lừa mấy triệu, 1-2 triệu. Có bạn lừa mất 30 triệu. Bởi vì trong thẻ của bạn nó có 45 triệu, bạn đã tiêu mất 15 triệu rồi và bạn đã bị lừa mất 30 triệu. Rất là sót, đúng không? Đó, thì hình thức lừa đảo đơn giản như này này. Các bạn sở hữu thẻ dụng nhé. Đây, mình nói luôn. Rất là dễ rồi, đúng không? Thẻ online những ngân hàng này, rất là dễ rồi. Nhưng mà các bạn đừng bao giờ để lộ con số CCV này này. Đó, đừng bao giờ để lộ ở trên thẻ. Mình dán vào luôn. Mình sẽ không bao giờ để lộ, không một chụp ảnh chia sẻ gì cả. Đó, chúng nó có lấy được cái số đằng trước hay là chúng nó có lấy được cái thông tin nhưng mà không có cái này và không có OTP thì sẽ không bao giờ lấy được tiền của các bạn nha. Ngân hàng thì không bao giờ người ta yêu cầu các bạn cung cấp cái đấy rồi, chắc chắn là ngân hàng người ta sẽ không bao giờ yêu cầu các bạn cung cấp cái đó nha. Thế nên là các bạn, tí các bạn xem video thì bạn sẽ hiểu. Còn bây giờ thì mình nói trước này, khi mà nhận được cuộc gọi như thế này này, nhận được gọi là nhận là chăm sóc khách hàng của ngân hàng và có hỏi bạn là dùng thẻ tín dụng có tốt không. Đa phần là VIB hoặc là VIB là hai ngân hàng đấy, chả hiểu sao mình có thẻ của hai ngân hàng đấy mà bị gọi nhiều lắm. Chắc chắn là ngân hàng người ta không cung cấp data đâu, mà data có lẽ là từ cái trang mua hàng online hoặc cái trang nào đó là bị lộ. Thế nên là nó gọi điện nhiều. Các bạn sở hữu các bạn sẽ nhận được nhiều gọi đấy. Khi nó nhận nó hỏi là em là trong khách hàng bên ngân hàng VIB, vâng, anh có dùng thẻ dụng đúng không và anh dùng có ngon không, anh dùng có tốt có vấn đề gì không, thì mình trả lời tất nhiên là không rồi, đúng không? Dùng rất tốt thì chúng nó sẽ hỏi bây giờ em có chương trình ưu đãi cho khách hàng như anh VIP VIP chẳng hạn, là rút tiền mặt vào thẻ ngân hàng để rút tiền mặt ra tiêu và được trả góp hàng tháng. Thì cái thẻ này ấy, là ngân hàng nó cấp cho các bạn mấy chục triệu, như mình cái thẻ này là 100 triệu và mình sẽ rút ra và được tiêu trong vòng 45 ngày, mình phải giả, mình đi quẹt thẻ mình tiêu trong vòng 45 ngày mình phải giả nhá. Nhưng mà mình rút tiền mặt mình sẽ mất 4% phí, nhưng mà đây nó sẽ bảo mình là rút không mất tiền. Vâng, rút không mất tiền nhá. Đấy, và nghe đã thấy thích rồi đúng không? Rút không mất tiền mà đang cần cái khoản tiền nó để tiêu, ví dụ đợt này đang bí chẳng hạn đấy, thì nó rút yêu cầu đấy và mình đồng ý, ok làm hồ sơ cho anh đi. Khi làm hồ sơ cho anh nó sẽ hỏi các bạn là cái lãi số này là gì này. Ok, cung cấp xong lãi số nha, nó hỏi tiếp là cái này, cái hạn năm hết hạn đấy là gì, và quan trọng nhất nó sẽ hỏi cái CCV này nếu các bạn cung cấp nhé, và số điện thoại của các bạn và số chứng minh thư nhé. Tí nữa các bạn sẽ nhận được tin nhắn OTP, và khi các bạn nhận tin nhắn OTP ấy là nó sẽ lấy tiền vào cái tài khoản của chúng nó, chứ chúng nó không lấy tiền vào tài khoản của mình đâu. Thế nên các bạn sẽ bị lừa. Ngân hàng người ta khuyến cáo không bao giờ được cung cấp cái số này cho bất cứ bên nào biết, không bao giờ được chụp ảnh chia sẻ ra ngoài, bởi vì như vậy mất tiền ngân hàng không chịu đó. Thì bây giờ các bạn cùng mình xem tiếp phần tiếp theo và mình quay cái phim mà mình nói chuyện với cả bên lừa đảo nha. Mình có nói nó là lừa đảo, anh biết thừa em là lừa nhưng không chịu nhận đó, rất là khôn nhưng không như là trước thì vui hơn đó. Nhưng các bạn kia nhẫn xem nha, để tránh mình bị lừa nhé. Alo, anh Đệ thôi, anh gọi lại cho mình ha. Rồi, anh nghe rõ rồi. Rõ chứ, anh nghe rõ chứ. Rồi. Bây giờ 80 triệu mình trả góp trong vòng 1 năm là 12 tháng. Em tư vấn lại cho anh là bên ngân hàng hỗ trợ cho anh là 12 tháng cuối là mình đóng có 10 tháng thôi. Mỗi tháng 166.000, tổng gốc và lãi của 80 triệu sẽ là 88.666.000 nha anh. Anh hiểu rồi. Rồi, thì bây giờ anh có cần hỗ trợ lên hồ sơ luôn không? Để em hỗ trợ cho mình làm hồ sơ đó. Lên hồ sơ thế nào em? Dạ rồi, cái thủ tục làm hồ sơ của em á, em sẽ xác nhận đối chiếu với lại thông tin của anh trên hệ thống, thì sẽ có tin nhắn từ ngân hàng VIB gửi về cho anh để anh xác nhận đối chiếu, để cho anh xác nhận sau khi mình xác nhận thành công rồi đó, thì thẩm định sẽ gọi lại cho anh một lần nữa để thẩm định xác nhận cùng chức chủ và giải ngân thẳng về số tài khoản của anh luôn ạ. Ừ, ok em. Dạ, thì bây giờ em hỗ trợ em làm hồ sơ cho mình luôn nha. Ừ. Rồi, thì em như nói đó, cái thủ tục của em là cần xác nhận đúng thông tin với lại điện thoại có ghi anh, nên cần xác nhận đúng thông tin nha anh Đạt. Ok. Thì anh cho em xác nhận một xíu, anh là anh Nguyễn Bạch Đạt, số điện thoại đăng ký thẻ của anh là 0986664469 đúng không Đạt? Ừ, đúng rồi em. Anh đọc chứng minh nhân dân đăng ký thẻ để kiểm tra hồ sơ không? 034.
rồi em? 090 090 giờ rồi. 00 00 giờ rồi. 8186 8186. Rồi, em đọc lại nha. 034-090 008186 đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, anh muốn chuyển ngân về số tài khoản ngân hàng luôn. Ngân hàng MB được không? Dạ được anh. Rồi anh đọc số tài khoản của giúp em nha. 0986 096 giờ rồi. 664. Rồi, số tài khoản là số điện thoại của anh luôn đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Chuẩn. Rồi. Bây giờ anh có đang giữ cái thẻ tín dụng ở đó không? Anh lấy cho giúp em để kiểm tra nha. Ừ, có em. Rồi anh lấy, nằm đây nha. Rồi trên cái mặt thẻ của anh sẽ có 16 chữ số, anh đọc giúp em nha. 5138 giờ rồi. 9200 giờ rồi. 0056 giờ rồi. 8374 rồi anh đọc nha. 5138 9200 0056 8374 đúng không? Ừ, đúng rồi em. Rồi, mấy ngày hết hạn ở dưới anh thấy không? Giống như 05726 hay 05 0925 0925 0925. Rồi, bây giờ anh lật ra mặt sau á, nó sẽ có ba số tự in riêng trên cái len màu trắng á, anh thấy anh đọc giúp em luôn không? Cái này bên ngân hàng nó dán che rồi em ạ. Dạ sao anh? Bên ngân hàng em dán che đi rồi. Rồi bây giờ anh gỡ nha, tại vì cái đó nó dễ chấp, anh gỡ ra. Không, cái thằng nó làm thẻ cho anh nó bảo nó không được gỡ đâu em ạ. À dạ, thì cái này mà khi mà em làm hồ sơ em cần nhập thông tin chính xác đúng chính chủ với là cuộc gọi cần đi ăn mất, thì nên là em cần xác nhận đúng thông tin khách hàng em mới hỗ trợ được cho mình nha. Ừ. Thì sẽ có tin nhắn từ ngân hàng VIP gửi về, nên là anh gửi ra để anh cung cấp thông tin để em làm hồ sơ cho anh nha. Như em ở bên ngân hàng thật à? À em ở bên ngân hàng VIP đó anh. Ừ, mà sao, tại sao anh lại thấy cái, sao em không gọi số tổng đài ấy? Dạ, cái này là có một chiều số trên này không, em gọi xuống để chăm sóc khách hàng. Dạ, thì cái này là em hỗ trợ làm hồ sơ cho anh. Nếu mà anh không tin em ở bên hàng, em có thể gửi cho anh một cái tin nhắn từ ngân hàng gửi về để cho anh xác nhận. Anh không cần biết trên tin nhắn đó gì, chỉ cần biết là tin nhắn từ gửi về cho anh thôi. Ừ, em gửi cho anh cái tin nhắn. Dạ, rồi em gửi cho anh nha. Nếu mà đúng tin nhắn từ ngân hàng gửi về cho anh đó, thì anh xác nhận anh gửi thông tin cho em để em làm hồ sơ cho anh. Còn nếu mà không đúng, ok, anh có thể cho anh tắt cuộc gọi để anh chặn cuộc gọi giúp em ha. Rồi anh chịu máy đẹp chút xíu. Em gửi đi. Em gửi tin nhắn đi, nhé. Rồi, em gửi tin nhắn trên cái dụng máy đi, em gửi cho anh liền á. Dũng hỏi Hoàng là cái bơm nhà mình đâu. Để tắt đi Hoàng. Nhưng mà tin nhắn ở ngân hàng đâu? Anh ấy lựa tin nhắn ở ngân hàng đâu? Để anh chỉ còn đọc số 16 chữ số với lại ngày hết hạn, em gửi cho anh rồi tin nhắn ngân hàng gửi về liền cho anh mà. Thế á? Tin nhắn về như nào? Dạ. Tin nhắn về nó sẽ để cho nó là tin nhắn từ ngân hàng VIP gửi về cho anh luôn. Tin nhắn anh đọc cho em đúng 16 chữ số mà. Dạ không, 16 chữ số anh không đúng mà, anh đọc lại giúp em ha. Anh đọc đúng ấy. Rồi bây giờ anh thử đọc lại một lần nữa coi em nghe coi đúng không ạ. Anh đọc nhé. 5138 dạ. 9200 0056 8374 anh đợi một xíu nha. Ừ. Rồi anh đợi một xíu nha. Em giữ máy để em xíu
nha, kiểm tra thẻ cho anh nha. Lâu thế, anh chờ cái tin nhắn của ngân hàng mà anh không không nghĩ là mở ngân hàng đó. Rồi anh đọc thông tin sai, em để kiểm tra thẻ kỹ cho anh nè. Anh cứ giữ máy đi. Xong chưa em ơi, anh có việc bận đi. Rồi anh đợi xíu, anh giữ máy này xíu, nhanh lắm anh. Mà anh bảo này, anh dạ, anh nhớ là lần trước tổng đài nó anh gọi nó chuyển đổi cái trả góp mà khi anh mua bảo hiểm nhân thọ ấy thì nó chỉ cần 4 số cuối thôi, mà cần gì phải hết 16 số đâu nhỉ? Dạ, cái này là em hỗ trợ cho anh là rút tiền ra để anh deal, nên là em mới nói là cần xác nhận đúng tên chủ của anh. Để ví dụ bây giờ là không phải là anh Đạt đi, là anh là bạn của anh Đạt hoặc là người thân của anh Đạt để hỗ trợ gói vay này, nên là em cần thông tin chính xác để em xác nhận là chuyện. Có nghĩa là bọn em chỉ cần xác định là chỉ cần là gì cả, là đúng số thẻ mới lại cả chứng minh thư là em giải ngân được, đúng không? Thế dạ, ừ, thế mà nhỡ chẳng may có người nhặt được ví của anh thì trong đó cả chứng minh thư lẫn thẻ thì sao? Ngân hàng làm thế liệu hoàn toàn không? Đây em nói lại nè, có nghĩa là ví dụ bây giờ anh Đạt ở đây không phải là anh Đạt đi, ừ, là một người đó nhặt được thẻ hoặc là nhặt được cả ví luôn anh, hoặc là người thân anh. Ừ. Dạ. Em ví dụ như vậy ha. Ừ. Rồi tới đây anh hỏi này, ngày trước ngân hàng ấy, ngân hàng nó hỏi thì nó chỉ cần hỏi 4 số cuối là một này, nó hỏi anh là cái thẻ tài khoản của anh là gì này. Nó hỏi anh là anh có đăng ký một cái dịch vụ ấy gì hay không. Nó hỏi ngày tháng năm sinh của anh. Là xong. Dạ. Chứ cần hỏi gì hỏi chi tiết cho em đâu nhỉ? Cái hai cái dịch thì nó khác nhau. Cái này là em hỗ trợ cho anh là rút tiền ra và chuyển đổi trợ góp. Còn qua là anh mua bảo hiểm nó khác nha. Mới lại mỗi lần anh gọi thì anh nhớ là tổng đài gọi sợ số lạ gọi. Mới lại bọn cái bạn mà làm thẻ cho anh ấy, thẻ anh hạn mức 300 triệu cơ. Cái bạn mà làm thẻ cho anh, bạn bảo là có cái tem và có cái mã C gì ở đằng sau, anh đừng có cung cấp cho ai. Anh chỉ có mua hàng online rồi, dù cái số ấy rồi. Ừ. Cái này là thông qua ngân hàng hỗ trợ. Nhưng mà em là ai? Em có phải ngân hàng không? Em có phải ngân hàng không? Thì bây giờ anh không có đọc đúng số thông tin. Thì nếu là em ngân hàng thì em đã kiểm tra. Nếu là em đã là ngân hàng thì em phải biết chứ, anh chỉ cần đọc 4 số cuối là em biết số chứng minh thư của anh, thì em phải biết cái số thẻ của anh chứ. Đúng không? Em đã nói anh rồi, em cần thông tin đúng chính chủ để xác nhận, tại vì cuộc gọi này có ghi âm, anh hiểu ý em không? Ai ghi âm? Và địa chỉ làm việc. Ai ghi âm? Địa chỉ làm việc. Em có biết bố em đang làm cái gì không? Anh có thể... Dạ sao anh? Ai ghi âm? Anh ghi âm, anh có quyền ghi âm, em ghi âm là cũng được mà. Em đang ghi âm. Anh ghi âm thì để làm cái gì đúng không? Tại vì liệu em có phải ở bên ngân hàng hay không? Anh hiểu không? Bên ngân hàng sẽ nghe cuộc gọi ghi âm này để làm hồ sơ cho khách. Ngân hàng nào nghe à? Chủ khách hàng. Ngân hàng VIP anh. Ngân hàng VIP phải gọi số VIP chứ, tại sao gọi số của em? Số này đâu phải của em, số này là số hệ thống 1 triệu mà. Hệ thống gì, số di động mà. Không không, anh gọi là thử xem có được không? Em tắt máy cho anh gọi là thì nếu bây giờ anh gọi lại thì em lại tắt máy đi chứ, hoặc là em để chặn thì sao gọi được. Anh nói xong rồi bây giờ vô lý mà. Sao lại vô lý? Là số hệ thống số 1 triệu. Thôi bây giờ như thế này nè. Ừ. Em nói anh ha. Ừ. Dịch vụ ở đây em giao dịch cho anh. Anh không tin tưởng mà anh có thể ra qua ngân hàng, còn không thì em từ chối, em không có hỗ trợ anh. Mà anh có thật đấy, anh có thật đấy, thực ra em biết, anh biết thường ngay từ đầu mà em lừa. Chứ làm gì rút tiền. Em lừa, chắc chắn là em lừa. Anh ngồi anh trêu em thôi. Em lừa cái gì anh? Anh lừa, em lừa, anh cấp thẻ của anh cho em rồi tí nữa em đọc OTP cho em lấy hết mẹ tiền trong thẻ, đúng không? Đâu có đâu anh, đâu có đâu anh. Chắc chắn đấy. Tại vì là ngân hàng sai, bởi vì bọn em chỉ cần nhập ở trên một cái hệ thống kiểm tra thẻ tín dụng ấy là em biết là sai. Anh đọc sai có một số thôi. Anh có thật như thế, số chứng minh thư của anh cũng sai. Ừ. Nhưng mà nếu mà thực sự em là ngân hàng em biết ngay từ đầu là sai rồi. Chứ không phải em chỉ trách mỗi phải bắt anh đọc đầy đủ 16 số đúng không? Đây này, em chỉ nhập 16 số em bảo anh sai. Thôi, thôi rồi, nói chung là anh biết em lừa rồi, thế nên là anh chỉ nói chuyện. Thôi không cần đối chỗ đâu, tí anh rồi, cho rồi, mọi người rồi, xem rồi, nhé. Rồi, rồi. Cảm ơn anh nha, rồi, và trong ngoài làm giúp em anh. Ừ. Rồi. Có clip.